Sau quãng nghỉ hơn 2 tháng vì dịch Covid-19, cuối tuần này, sân vận động Cẩm Phả sẽ sôi động trở lại với trận đấu hứa hẹn rất hấp dẫn tại vòng 1/8 cúp quốc gia. Và đối thủ của Than Quảng Ninh sẽ là một đội bóng với lối chơi khá khó chịu, Dược Nam Hà Nam Định. Sau hàng loạt những trận đấu giao hữu trước thềm cúp quốc gia 2020, có thể nói rằng thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thành công với những mục đích của mình. Các cầu thủ trụ cột như Hải Huy, Mạc Hồng Quân, Jeremy Lynch vẫn giữ được phong độ và thể trạng tốt. Một số cầu thủ khác như Hải Long, Hoa Hùng cũng có màn trình diễn ấn tượng mỗi khi được vào sân. Vấn đề hiện tại của đội bóng Đất Mỏ có lẽ là chấn thương của hai thủ môn Vũ Hải, Minh Thành. Bộ đôi thủ thành này đều đang chạy đua với thời gian để có thể trở lại trước vòng 1/8 cúp quốc gia tới đây. Một số cầu thủ khác còn đau nhẹ và vẫn có thể kịp bình phục. Có thể nói rằng Tuấn Linh và các đồng đội đã sẵn sàng cho cuộc tiếp đón đội bóng Thành Nam trên sân vận động Cẩm Phả. Trong khi đó, Dương Nam Hà Nam Định đang có một bộ mặt hoàn toàn mới sau quãng nghỉ kéo dài. Sự góp mặt của huấn luyện viên Nils Hacker giúp cho Sĩ Minh và các đồng đội có một nguồn thể lực khá dồi dào. Đội chủ sân Thiên Trường đã có sự chuẩn bị kỹ càng khi thường xuyên duy trì tập luyện và có những trận đấu giao hữu với kết quả khá tốt. Dược Nam Hà Nam Định đã có bước chạy đà ấn tượng ở vòng loại cúp quốc gia vừa kết thúc cách đây ít ngày. Mai Xuân Quyết và các đồng đội đã có một thế trận lấn lướt và giành chiến thắng ấn tượng trước Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0. Các trụ cột như Đinh Xuân Việt, Lê Sĩ Minh hay Rafael Sơn đã có màn trình diễn khá ấn tượng. Nếu cứ thi đấu với tinh thần như trong cuộc tiếp đón các vị khách đến từ phố núi vừa qua, đội bóng Thành Nam sẽ là một chướng ngại vật thực sự với bất cứ đối thủ nào trong hành trình tại cúp quốc gia 2020. Bốn cuộc đối đầu gần nhất giữa Than Quảng Ninh và Dược Nam Hà Nam Định kể từ V-League 2018 trở lại đây đều tỏ ra khá cân bằng với 3 trận hòa và 1 chiến thắng cho đội bóng Đất Mỏ. Phong độ của cả hai đội cũng không quá khác biệt. Thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng giành được 2 chiến thắng, 1 kết quả hòa và 2 thất bại. Trong khi đó, đội chủ sân Thiên Trường có 3 chiến thắng và 2 trận thua trong 5 trận đấu chính thức gần nhất. Tiền đạo Jeremy Lynch đang có phong độ khá tốt khi có một cú đúp vào lưới Hà Nội FC ở vòng 2 V-League 2020. Trong khi đó, Đỗ Melo và Rafael Sơn sẽ là hai đầu tàu lĩnh sướng hàng công của đội bóng Thành Nam khi cùng có được 2 bàn thắng trên mọi đấu trường. Đây sẽ là mối nguy hiểm thường trực mà hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh cần phải vô hiệu hóa trong trận đấu tại vòng 1/8 cúp quốc gia tới đây. Sau hơn 1 năm bảo dưỡng và nâng cấp, sân vận động Cẩm Phả đã sẵn sàng để chào đón các cổ động viên. Người hâm mộ đội bóng Đất Mỏ sẽ tạo nên một bầu không khí sôi động trong ngày trở lại và các cầu thủ áo xanh sẽ cố gắng hết sức để giành một chiến thắng làm quà cho các cầu thủ số 12 trên khán đài. Tuy nhiên, đội bóng Thành Nam chắc chắn không phải là một đối thủ dễ chơi. Chiến thắng là mục tiêu tối thượng, nhưng sẽ chỉ dành cho đội bóng nào bản lĩnh hơn. Cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Dược Nam Hà Nam Định tại vòng 1/8 cúp quốc gia sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 30 tháng 5 trên sân vận động Cẩm Phả.